Rồi chào mọi người, em tiếp tục video 191 nha. Hôm nay em giới thiệu mấy cái túi túi đeo chéo mọi người. Túi đeo chéo các loại luôn, da có loại thường có loại thời trang, phân mấy loại. Chứ có một cái túi du lịch ha, túi này dạng túi du lịch cỡ trung. Video có mã là 191. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại này 0348308843, nhắn tin hoặc gọi điện. Rồi mọi người chưa xem các phần trước thì em có giới thiệu giày. Mới đây giày da ha. Phần trước mọi người cũng là video 191, mọi người vô kênh em thì bấm vô cái video 191 xem phần trước ha. Rồi có phần trước em có nón kết đồ nữa nè. Nón kết đồ hiệu các loại luôn. Rồi giá em bán chưa bao gồm phí ship nha mọi người. Rồi tiếp theo là mã, có mã là 50, video 191 mã 50. Con này túi da, con này loại da rất là dày. Cái này cái kiểu khóa mình có thể gỡ khóa hoặc là cái kiểu hít 500 nha, nó có hai cách mở nè. Đó. Mở nhanh. Đó. Con này da rất dày luôn nè, nguyên miếng da luôn nè. Túi đeo chéo nè mọi người. Nè. Dây đeo chéo nè. Dây nó 3.5 cm. Đây nó hình cái thương hiệu nó. Đây nó có một ngăn chính, bên trong có ngăn phụ nè, ngăn kéo ngăn nhỏ. Đó. Bên ngoài một ngăn nữa. Đằng sau một ngăn nữa mọi người. Sau một ngăn nhỏ. Rồi cái túi này có kích thước là 30 x 20. Cái chéo nha, 30 x 20 nhân cho 6. Rồi mã số 50, giá 600.000 mọi người. Rồi tiếp theo một con túi da. Túi này của Hàn Quốc. Kiểu thời trang Hàn Quốc. Túi dạng đeo chéo luôn. Túi đeo chéo nha mọi người. Mọi người có thể đeo bên phải hoặc bên trái ha. Dây da màu cái dây dây này dây đeo bằng vải màu xanh. Thôi dập cái hương hiệu lên luôn. Còn
như mới nha. Túi này còn như mới. Ba ngăn đây, 1, 2, 3 ngăn, một ngăn nhỏ bên trong, rồi 3 ngăn. Thiết kế rất là đẹp, gia công kỹ đẹp, nhưng nói chung chất lượng. Đây, túi này nó có kích thước là 30 nha, chiều cao là 30, ngang là 16, độ dày nó là 5 cm, và mã 51, 400 ngàn. Còn một túi zip của Hàn Quốc nữa, với thời trang Hàn Quốc. Con này 1, 2, 3 cũng 3 ngăn. Rồi có 2 ngăn nhỏ nữa là 5 ngăn luôn. Đây, đeo hai bên lượt luôn nha mọi người. Móc nè, móc nó dày chắc. Màu nâu. Kiểu da màu nâu. Ở đây máng cái gì đây? Đây nó có cái móc. Chung để mọi người móc chìa khóa hay gì cũng được ha. Rồi kích thước nó cũng bằng cái con trước. Chung là hai con này bằng nhau. 30 nhân cho 16 nhân 5. Mã 52 nha, 400 ngàn luôn. Rồi tiếp theo một con bao tử. Túi này dạng bao tử. Con này da rất mềm luôn. Nó mềm eo. Màu da vàng. Đây rất là nhiều ngăn. 1 nè, 2 nè. Ba ngăn nè. 4 ngăn. Ngăn chính của nó là 10. Chính nó rất là rộng luôn. Khá rộng. Hai ngăn nhỏ bên, cái ngăn nhỏ này bị đứt một cái này nha mọi người, một cái khóa nó bị gãy nè, gãy cái đầu kéo. Rồi rất là nhiều nha. Túi đeo dạng đeo bao tử, đeo thắt lưng, đeo hông, túi đeo hông luôn rồi, có thể đeo chéo nha, dây này đeo vừa đủ đeo chéo luôn. Nó giãn ra hết cỡ về đeo chéo nè. Đeo chéo ok. Đeo chéo nó sẽ nằm ngay chỗ bụng mình luôn, gần dưới ngực tí. Đó, đeo chéo rất là đẹp. Túi đeo chéo hoặc đeo bụng đều rất là đẹp. Rồi kích thước nó nè. Tổng chiều dài cái này là 35. 35 nhân cho 10. Đó, 35 nhân 10 nhân cho 10 ha. 10 phù ra vậy nè. Đó. Nhìn nó nhỏ nhưng mà nó phù ra bên trong rất là cũng khá là đựng, nói chung đựng điện thoại, ví tiền, đựng
đó, điện linh tinh đều được hết. Rồi con này mã 53, giá 600.000. Rồi 54, một cái con túi, em túi màu đen mà, túi này màu đen. À, cái này cái đáy nó có mở rộng ra nữa nha, nó mở rộng cho mình đựng nhiều được, nó tầm 4 cm mở rộng ra, còn bình thường nó dẹp như vậy nè, mở rộng ra gấp đôi. Rồi nó được một ngăn với lại nhiều ngăn nhỏ bên trong, một hai cái ngăn nhỏ bên trong đó. Dây nhỏ mọi người, 2 cm, túi 20 nhân cho 18. Rồi mã 54, 250.000. Cái kiểu này nó làm hộp hộp rất là đẹp, nhìn nó lạ. Rồi tiếp theo con túi của Spiro 1997. Spiro là thương hiệu của Mỹ, sau này nó đặt bên phân nhánh ra nhiều nước, chính nó ở gia công tại Trung Quốc. Spiro của Mỹ 1997. Nó tập đoàn da cũng như là hàng đầu thế giới, nhất nhì, chuyên gia công da, tù da. Đây, con này da rất mềm. Đây nó sờn, xài theo thời gian thì nó sờn, nó sờn chứ nó không có bị vừa bằng rách này. Khá là chắc, dây đang xài chúng mình xài mình giặt lại cho nó mới. Ở túi là bên trong nó có cái logo với lại một cái ngăn phụ nhỏ, một ngăn chính và một ngăn phụ bên trong, bên ngoài một ngăn trước, ngăn sau, rồi hai ngăn bên hông luôn. Ngăn bên hông túi rất là nhiều ngăn. Ở kích thước nó là 28 16 x 7 8 16 x 8. Túi này dạng đeo quai hoặc là đeo chéo, đeo vai hoặc đeo chéo. Mã 55, 500.000. Wow, cái túi mini chuyên đựng đồ giữ thực phẩm luôn, nó còn nguyên cái tát luôn mà rớt mất rồi nè, chưa sử dụng. Này của Japan, Japan của Nhật, Nhật nó chuyên xài, nó thường xài mấy cái này luôn rồi. Là cái túi đựng mình có thể đựng thực phẩm để tránh ôi thiêu, tại vì nó có lớp cách nhiệt bằng bằng cách nhiệt nè, bằng bạc nè, nó làm full bằng bạc cách nhiệt,
tắm cách nhiệt ha. Tôi đựng đồ đi picnic du lịch đồ đi dã ngoại trong ngày á, đựng buổi sáng đựng nó lâu bị hư hơn. Rồi kích thước nó là 20 nhân 10 đây, 20 nhân 12 nha, 20 nhân 12 nhân 12 màu đỏ nhỏ nhỏ, mã là 56 150. Năm bảy một con túi hiệu Đình Hiu, Đình Hiu, Đình Hiu là hiệu của gì châu Âu quên rồi. À cái túi này nó đeo để đeo thắt lưng mọi người nè, đây xỏ vô thắt lưng đeo ha. À, sẽ như vậy nè, rất là hay. Này để đựng điện thoại đồ ok. À, ví dụ điện thoại này 5 chấm mấy inch đựng vừa nè. Điện thoại 6 inch cũng vừa luôn. Này vừa 6 inch vừa. Đó. Đựng điện thoại ok mọi người. À, có ngăn. Ngăn đựng nhỏ, đựng cái nhỏ cái lớn. Nó đeo thắt lưng mình đựng điện thoại, đựng ví tiền ok. Rất là tiện, có một ngăn, hai ngăn, rồi một ngăn phụ nữa, ba ngăn. Rồi ở đây ngăn kéo nữa, ngăn phía trước, bốn ngăn. Kích thước là 17 nhân 15. Mã 57 nha, 200 ngàn. Rồi cuối cùng một con này kế cuối rồi. Còn cái túi du lịch này nữa. Cái con này giống như của Playboy, thương hiệu nào mà con khó. Sau cái khoang của nó là có hình con thỏ. Đây túi nhỏ nhưng rất là rộng, điện thoại ok hết, túi bao tử, điện thoại máy tính bảng 7 inch cũng được. Ở đây đeo chéo cũng được, đeo chéo hoặc là đeo thắt lưng bao tử, túi bao tử. 1, 2, 3, 4 ngàn, 5, 6, 2 ngàn bình hồng nữa, 6 ngàn, nhỏ nhỏ mà nhiều, rất là nhiều ngàn. Ở chỗ này nó bùng tí, chú ý ha. Ok, cái túi bao tử này có mã 58, 200 ngàn. Rồi cuối cùng cái túi du lịch nè mọi người. Túi dạng du lịch. Du lịch nhỏ. Đây đựng gần 5 bộ đồ cũng được. Túi này nha mọi người. Nhìn nó nhỏ nhỏ vậy nhưng mà nó dạng cái hộp á, nó bự. Nó dạng hộp nên đựng nó dễ, đựng nhiều. Đó, đựng đồ bên trong nè, có cái lưới để chai nước. Cái túi này như của thị trường Nhật rồi, thiết kế rất là nó tiện lợi nhiều.
Đây có một ngăn có cái miếng dính lại để đồ. Đây có ngăn có nhiều chỗ để đồ, để chung để mấy cái đồ nhỏ nhỏ, muỗng nĩa đồ này kia, dao đồ xếp sắp vô đây. Đây ngăn nhỏ nữa, Pico thương hiệu Pico, dây nó làm rất là chắc chắn, nó bấm bán này khỏi sợ bị bung, khỏi sợ bung chỉ nha. Bấm tán rất là kỹ. Đế có cái chân này luôn, có cái chân đứng. Rồi cái túi này kích thước là 40 x 25, 40 x 25 16, mã 59, giá 250 mọi người. Rồi mọi người mua hàng thì liên hệ 0348 0843. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng ủng hộ, hẹn gặp lại.